Ngài làm gì vậy? Khuê Mộc Lan, ngài tỉnh táo lại. Thế nào? Ngon chứ? Trong thoại bản nói, để lấy lòng một người cần làm từ những chi tiết nhỏ nhất, dùng tấm lòng để lay động họ. Phải từ từ mưu cầu, không thể gấp gáp. Ngon lắm. Tốt lắm. Thật ra hôn lễ đại hạ bọn ta còn một quy tắc riêng nữa. Đó là trước hôn lễ, tân lang phải ăn hết mọi món ăn mà tân nương nấu cho mình. Ăn hết sao? Đúng vậy. Nếu không ăn hết sẽ bị coi là bên nam không có thành ý, không thể kết hôn với nhau được. Được thôi. Quả nhiên quy tắc của đại hạ rất mới lạ. Đại vương, mời dùng bữa. Vị giác của ngài vẫn ổn chứ? Món này rất ngon. Món công chúa làm quả nhiên rất ngon. Công chúa, hay là cô cũng thử đi? Không cần đâu. Đây là món ta tự tay nấu cho ngài. Ta mong không chỉ trước hôn lễ mà sau này phu quân của ta cũng phải ăn món do ta nấu mỗi ngày. Ngài có bằng lòng không? Ta bằng lòng. Rõ ràng ta nấu dở tệ, sao ngươi cứ phải cố ăn chứ? Rõ ràng ta không hợp làm vợ ngươi, mà sao ngươi không chịu bỏ cuộc? Khuê Mộc Lan, ngài làm sao vậy? Rốt cuộc cô đã cho ta ăn cái gì vậy? Món ta nấu bổ quá sao? Ngài không sao chứ? Khuê Mộc Lan, Khuê Mộc Lan, Khuê Mộc Lan, nè, ngài làm gì vậy? Khuê Mộc Lan, ngài tỉnh táo lại đi. Khuê Mộc Lan, ngài làm gì vậy? Mau đi đi. Đại vương, ta vào được không? Vào đi. Cô tới đúng lúc lắm. Chuyện hôm qua là do bổn vương mạo phạm, đã làm cô kinh hãi. Không không, đều là lỗi của ta. Hôm nay ta cố ý đến để xin lỗi ngài. Ta không cố ý đâu. Ta không biết trong đó có. Không sao. Dù sao cũng đã qua rồi. Lần trước là do ta quá kích động. Lần này chúng ta bỏ hết thành kiến với đối phương qua một bên, nói chuyện đàng hoàng, chân thành với nhau đi. Được. Cô muốn nói gì? Ta thật sự không hợp làm vương phi của ngài đâu. Cô chưa làm thử thì sao biết có hợp hay không? Ngài nghe ta nói, ngài nghĩ thử đi. Thứ nhất, ta không tình nguyện tuân theo quy củ trong cung của các ngài. Thứ hai, ta còn không biết nấu ăn, sao ta làm vương phi được? Thứ ba, ta cứ hay lúng ta lúng túng rồi làm hại ngài. Chuyện này không ổn, đúng chứ? Thứ tư là, ta còn xấu tính nữa. Ta cứ muốn đối chọi với ngài suốt thôi. Thứ năm là, ngoại hình của ngài hơi xấu. Ta hơi sợ. Quan trọng nhất là,
Hai chúng ta không giống nhau. Sớm muộn gì ta cũng phải về nhà thôi. Ta biết ngài hiếm khi gặp được người đẹp tuyệt trần như ta. Nhưng tộc quá thú cũng là nơi đất thiên đầy người tài. Thiếu gì cô nương tốt đâu. Ngài cũng không thể cố chấp thích một mình ta được. Nếu bổn vương cứ nhất quyết chọn cô thì sao? Nhưng mà hôn nhân đại sự sao có thể miễn cưỡng được? Tại sao không được? Ta đọc thoại. Ta thấy trong sách viết tình cảm là thứ có thể từ từ vun đắp. Nhưng ta không muốn từ từ vun đắp với ngài. Ta chỉ muốn về nhà thôi. Hai ngày giúp ta chuyện này đi. Đưa ta về. Tề ba ta chưa từng nợ ơn ai. Sau này ta sẽ trả lại cho ngài được không? Rốt cuộc bổn vương phải làm sao cô mới không rời khỏi tộc quá thú? Rốt cuộc ta phải làm sao ngài mới hiểu ý ta đây? Cô muốn có thứ gì? Muốn làm việc gì thì có thể nói với bổn vương. Bổn vương sẽ thực hiện hết cho cô. Chỉ cần cô ở lại quá thú thôi. Ta chỉ muốn về nhà. Vậy hay là cô có lưu luyến gì hay muốn thứ gì ở đại hạ, bổn vương lấy về cho cô. Cũng có thể giúp cô xoa dịu nỗi nhớ quê nhà. Thật sao? Thật. Này ta còn tìm lý do mới nào để từ chối lấy hắn đây? Thật ra đại dương rất tốt với cô. Ta biết cô một lòng muốn về nhà. Nhưng với tình hình bây giờ, cô cũng không thể cứ vậy mà về được. Với lại ta tin nếu công chúa đồng ý ở bên đại dương, chắc chắn ngài ấy sẽ đưa cô về nhà. Đó là hai việc khác nhau. Tuy ta rất muốn để hắn đưa ta về nhà, nhưng ta sẽ không dùng tình yêu để đổi lấy điều đó. Sao công chúa lại không chịu hiểu đại dương hơn chứ? Sao huynh giống hệt Khuê Mộc Lan vậy? Hai người chẳng hiểu gì cả. Tình yêu không thể gượng ép. Tình yêu chính là feeling đó. Phiêu lĩnh gì cơ? Tức là cảm giác. Ở một khoảnh khắc nào đó, bỗng có một làn gió thổi vào trong tim, cảm thấy như trái tim bị bắn trúng, nhẹ nhàng, ngứa ngáy. Ngọt ngào, còn hơi nóng nữa. Tóm lại, ta không có cảm giác đó với Khuê Mộc Lan. Vậy công chúa từng có cảm giác đó chưa? Thật ra, ta cũng chưa từng thật sự trải nghiệm cảm giác đó. Đây đều là mẫu hậu nói cho ta. Mẫu hậu nói với ta là sẽ có một ngày ta gặp được người như vậy. Tới lúc đó ta sẽ hiểu ra thôi. Ta biết rồi. Thôi đi, chúng ta đừng nghĩ về mấy chuyện không vui đó. Ăn sầu riêng, giải hết sầu. Nếu đã đưa tới rồi thì chúng ta vui một lúc đi. Nào, ăn đi. Thôi, thật sự không cần đâu công chúa. Ăn cùng đi mà. Không cần thật mà. Nào, huynh nhìn nè. Ta không ăn, không ăn đâu. Thật đó. Hơi hôi. Huynh không ăn thì thôi vậy. Đại dương có việc cần tìm ta. Ta đi đây. Đi thong thả. Nếu mục tiêu của chúng ta đều là chọc giận Khuê Mộc Lan,
Vậy ta có ý tưởng này, không biết Dương gia có đồng ý thử cùng ta không? Cô muốn làm gì? Ta có kế này, đó là khiến hắn ghen tị với chúng ta, sau đó sẽ tức giận đùng đùng, tức chết luôn. Được, ta biết một nơi, đi theo ta. Được. Điện Tinh Nguyệt. Người dẫn ta tới đây làm gì? Lần đầu ta tới đây là Khuê Mộc Lan dẫn ta tới. Không ngờ hai huynh đệ các ngươi cũng từng yêu thương hòa thuận với nhau. Đó đã là chuyện quá khứ rồi. Tuy đây là chuyện nhà các ngươi, ta không tiện nói xen vào. Nhưng đàn ông con trai không đáng phải thế này. Vì tình cảm đâu? Vì sao cô lại đối xử với ta như vậy? Cô không sợ Khuê Mộc Lan giận lây sang cô sao? Ta muốn hắn giận lây sang ta mà. Ngươi lợi dụng ta để báo thù Khuê Mộc Lan, vì hắn cướp nữ nhân của ngươi. Còn ta thì không muốn lấy Khuê Mộc Lan, lợi dụng ngươi để chọc tức hắn. Hai chúng ta có mục đích riêng, một công đôi việc, chẳng phải vừa đẹp sao? Cô nói Khuê Mộc Lan giành nữ nhân của ta. Chuyện quá khứ đã qua rồi, ta sẽ coi như chưa từng nghe chuyện này. Không phải hắn. Nửa đêm nửa hôm, vì sao các người lại ở đây? Khuê Mộc Lan, ngài luôn ép ta kết hôn với ngài, nhưng lòng ta đã không thuộc về ngài nữa. Ta cũng không yêu ngài. Ngài đừng cố bắt ép ta nữa, được không? Ta không cần biết cô có yêu ta hay không, cũng không quan tâm cô đã thích ai chưa. Cô chỉ có thể làm thê tử của Khuê Mộc Lan ta. Vậy mà cũng chịu được. Tóm lại, ta tuyệt đối không lấy ngài đâu. Dương huynh, không ngờ đã bao nhiêu năm rồi, huynh vẫn ngang ngược, độc đoán như vậy. Ngay cả cách đối xử với nữ nhân cũng vậy. Ta khuyên ngươi, đừng nhúng tay vào việc của ta. Nếu để ta phát hiện ngươi có hành vi gây rối nào, ta có thể nhốt ngươi về cấm địa bất cứ lúc nào. Nữ tử hiền thục dịu dàng, quân tử mong được nên duyên. Nếu ta cũng thích Tề Ba, vì sao ta không thể theo đuổi cô ấy? Ta đã phạm luật nào của quá thú chứ? Ta không đồng ý. Ta thấy huynh sợ thua ta đúng không? Tướng mạo hoàn hảo, khí chất xuất sắc. Ta ngốc quá. Bây giờ có lựa chọn sẵn đây mà. Võ công cao cường, dáng người đẹp, trông đẹp trai, lại còn chu đáo. Đây đúng là hình tượng bạn trai hoàn hảo tuyệt đỉnh. Công chúa, ta đâu hoàn hảo như vậy đâu. Tuyệt đỉnh gì chứ? Đi theo ta. Cô đang... Nhìn kìa. Cách tốt nhất để một nam nhân từ bỏ một nữ nhân là để hắn thấy nữ nhân này đã thích người khác. Cô nhìn bên kia kìa. Đang làm gì vậy? Đừng làm việc nữa, mau đi xem đi. Đi, chúng ta cũng đi. Nhanh lên. Giả giờ hôn ta đi.
thôi xong rồi. Nếu công chúa cứ vậy thì sẽ có chuyện lớn đó. Đi, đi thôi. Đâu? Theo hiểu biết của ta về Tĩnh Mộc Hãn, thì hắn chỉ tò mò tại sao ta đột nhiên lại cưới một nữ tử không rõ lai lịch thôi. Nếu giờ ta không nghĩ cách cầm chân hai người đó, thì sớm muộn gì họ cũng phát hiện sự tồn tại của kết giới. Kế này của Đại Dương rất hay. Mã tướng quân, chúng ta đã vác sầu riêng tìm biết bao nhiêu ngày rồi, biết bao giờ mới tìm được công chúa? Ta nhất định sẽ tìm ra công chúa. Nếu không tìm được công chúa Tề Ba, ta sẽ lấy mạng đền nợ nước. Đứng từ xa đã ngửi thấy mùi kỳ lạ này rồi. Quả nhiên lại là nó. Thật không hiểu tại sao Tề Ba lại thích ăn thứ này. Nếu công chúa đã thích thì mang về làm của hồi môn đi Đại Dương. Cũng được. Chúng ta cũng khá may mắn gặp được mấy người này ở đây. Không cần tới hoàng cung đại hạ nữa. Người kia, mang hắn về đi. Hắn quen công chúa. Dạ. Từ từ đã. Mang hết về đi. Càng đông càng vui. Tuân lệnh. Lý Hùng, công chúa. Hôm qua ta không đến nơi hẹn được là vì Khuê Mộc Lan đã phát hiện ra hành tung của ta rồi nhốt ta lại. Thì ra là vậy. Vậy huynh có bị thương không? Công chúa, ta không sao. Chắc chắn là Khuê Mộc Lan biết trước đó chúng ta từng vào rừng nên sinh lòng cảnh giác với huynh. Nhốt huynh lại, huynh lại không liên lạc được với ta. Chắc huynh sốt ruột lắm phải không? Tên Khuê Mộc Lan đáng ghét đó dám trêu đùa ta như vậy. Không ngờ lòng dạ của hắn còn sâu xa hơn ta tưởng nhiều. Thực ra Khuê Mộc Lan nói ta chuyển lời cho công chúa. Hắn nói hôm nay công chúa sẽ được gặp người nhà của mình. Thật sao? Hắn đưa họ tới đây thật sao?